Ngoài ra thì sau khi vô địch giải Việt Nam Open, giải Super 100 thì Linh cũng đã có được danh hiệu Á quân tại giải Bendigo International ở Australia. Trận đấu bắt đầu và Thùy Linh là tay vợt giao cầu. Cầu ngoài. Tình huống về trái chưa chính xác của Thùy Linh. Không cho Gao Fangzi. Điểm đầu tiên trong trận đấu cho Thùy Linh. Cầu ngoài, 2-3 cho Thùy Linh. Rất hay. Đó là tình huống đầu tiên là treo cầu. Và sau đó là một pha đập cầu hướng về biên dọc. Những tình huống điều cầu về hai góc lưới của Thùy Linh. 4-3 cho tay vợt số 1 của cầu lông nữ Việt Nam hiện nay. Lúc này thì tay vợt Việt Nam cựu số 1 thế giới, cựu số 1 của cầu lông nữ Việt Nam Vũ Thị Trang cũng đã giành quyền vào chơi ở vòng đấu bán kết sau khi đánh bại Insira Khan, tay vợt của Indonesia sau 2 game đấu. Thùy Linh sẽ trở thành cái tên thứ 2 có mặt ở vòng đấu bán kết đại diện của cầu lông Việt Nam. Pha kéo lưới thành công của Thùy Linh. 5-4. Vũ Thị Trang đã từng là tay vợt số 1 của cầu lông nữ Việt Nam. Cho đến khi ngôi vị số 1 đó bị Thùy Linh xoán ngôi ở Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2018.
bỏ nhỏ không qua lưới. Thêm một điểm nữa cho Thùy Linh, 7-5. Đây là những huấn luyện viên của Thùy Linh. Cầu ngoài. Đó là một tình huống tạt cầu đi ra ngoài của Thùy Linh. Điểm cho Gao Fangxi. Đối đầu với các tay vợt tới từ Trung Quốc luôn là những bài test khó khăn với các tay vợt của cầu lông Việt Nam. Trung Quốc được xem là quốc gia số 1 của cầu lông trên thế giới. Tám cho Gao Fangxi. Một trận đấu rất cân bằng. Và đánh cầu rất khó chịu của Gao Fangxi. Một pha tạt cầu với điểm rơi rất gần với biên dọc. 9-8 cho Gao Fangxi. 10-8 cho tay vợt Trung Quốc. Trên con đường tiến vào đến vòng đấu tứ kết ngày hôm nay thì Gao Fangxi chưa để thua một game nào. Và thậm chí là ở hai trận đấu trước đó, Gao Fangxi đều có những chiến thắng với tỷ số rất cách biệt. Tay vợt Trung Quốc ở vòng 1 thì đánh bại Venosa, tay vợt của Malaysia, 21-9 và 21-10. Sang vòng 2 thì đánh bại Diệu Ly, tay vợt của cầu lông Việt Nam, 21-13 và 21-5. Gao Fangxi sẽ là thử thách rất lớn với Thùy Linh. Chỉ còn đường tiến vào đến trận đấu cuối cùng ngày hôm nay. Người đang đưa ra những chỉ đạo cho Thùy Linh đó là chuyên gia người Indonesia, ông Hari Rawan. Ông Hari Rawan là chuyên gia đã làm việc với Thùy Linh từ đầu năm nay để chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra tại Bắc Giang vừa qua. Và người còn lại trong trang phục áo màu đen đó là Hồ Nguyễn Vinh Quang. Hồ Nguyễn Vinh Quang từng là tay vợt nam số 1 của cầu lông Đồng Nai trong quá khứ và bây giờ đang đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên của đội cầu lông Đồng Nai. Sau khi kết thúc Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2018, thì Thùy Linh đã chuyển từ đơn vị chủ quản Đà Nẵng sang thi đấu cho đơn vị cầu lông Đồng Nai. Pha treo cầu, điểm cho Thùy Linh.
9-11. Rất tốt. Một pha đập cầu với đường cầu chéo ra biên của Thùy Linh. 10-11 cho tay vợt hạt giống số 1. Chiều cao lên tới hơn 1m7. Gao Phang Di tỏ ra rất lợi hại trong những tình huống đập cầu. 12-10 điểm cho tay vợt Trung Quốc. Cầu ngoài rất đáng tiếc cho Thùy Linh. Một pha tạt cầu đi ra ngoài. Mà không quá thì đây có thể xem là trận đấu khó khăn nhất của Thùy Linh tại Việt Nam International Series năm nay, tính cho đến thời điểm hiện tại. Ở hai trận đấu trước đó với Phạm Thanh Hằng, một tay vợt Việt Nam khác, và sau đó là Nutalin, tay vợt của Thái Lan, Thùy Linh cũng đều có những chiến thắng với tỷ số cách biệt. Còn bây giờ thì Thùy Linh đang gặp rất nhiều khó khăn, cô đang bị dẫn điểm. Không được. Quá đáng tiếc cho Thùy Linh. Một pha đập cầu nhưng đã không đi qua lưới. 14-11 cho Gao Phang Di. Cảm giác như là nhịp thi đấu của Thùy Linh đang không thực sự tốt. Cô hơi vội vàng. Thùy Linh đánh hỏng khá nhiều trong những quãng thời gian vừa qua. Thêm một tình huống trả cầu không qua lưới nữa của Thùy Linh. 15-11 cho Gao Phang Di. Đã có điểm cho Thùy Linh, 12-15. Đổi giao cầu cho tay vợt Việt Nam. Gao Phang Di đã từng là một thành viên của đội tuyển cầu lông nữ Trung Quốc, giành huy chương bạc nội dung đồng đội nữ của môn cầu lông
tại ASEAN 2018. Còn Thùy Linh thì tại SEA Games 31 vừa qua, cô cùng với tuyển nữ của câu lạc bộ Việt Nam đã có được tấm huy chương đồng ở nội dung đồng đội nữ. Đập cầu trên lưới, điểm 14-16 cho Thùy Linh. Và đập cầu thành công của Gao Phang Di. Thùy Linh đã không thể trả cầu thành công. Và đập cầu rất mạnh của Gao Phang Di. Tỷ số bây giờ là 17-15 cho tay vợt Trung Quốc. Thùy Linh vẫn chưa thể cân bằng tỷ số. Dù đã rất nỗ lực để rút ngắn cách biệt điểm số nhưng tay vợt Việt Nam vẫn chưa thể gỡ hòa ở trong set đấu đầu tiên này. Lần này thì cầu đã đi ra ngoài. Pha hất cầu ra ngoài của Gao Phang Di, 16-17. Cách biệt điểm số lại được rút ngắn xuống chỉ còn là một điểm. Rất hay. Mình khá đáng tiếc. Tình huống này lẽ ra nên có điểm cho Thùy Linh. Khá đáng tiếc là cầu đã không thể leo lưới. Một pha bỏ nhỏ không thành công của Thùy Linh. Nếu bỏ nhỏ thành công và cầu sang bên kia lưới thì đó chắc chắn là điểm số cho tay vợt chủ nhà. Gao Phang Di đã không thể di chuyển kịp. Lần này đến lượt Gao Phang Di bỏ nhỏ không thành công. Điểm cho Thùy Linh, 17-18. Tám đều cho Thùy Linh.
Cầu ngoài. 19 đều cho Thùy Linh. Hay quá. 20-19 điểm cho Thùy Linh. Thùy Linh bị Gao Phang Di dẫn điểm trong phần lớn thời gian của game đầu tiên. Nhưng tay vợt chủ nhà mới là người có được game point. Một tình huống mà Thùy Linh đã đánh lừa được đối phương. Gao Phang Di đã di chuyển ngược với hướng điều cầu của Thùy Linh. Thùy Linh đã giành chiến thắng ở game đầu tiên. Một tình huống mà Gao Phang Di đã đập cầu không qua lưới. Chúng ta cùng trở lại với trận đấu tứ kết nội dung đơn nữ của Việt Nam International Series. Đấu giữa Thùy Linh và Gao Phang Di. Thùy Linh đã có được chiến thắng ở trong game đấu đầu tiên. Nhưng những gì mà Gao Phang Di đã thể hiện cho thấy tay vợt Trung Quốc không dễ dàng chịu thất bại. Game đầu tiên Gao Phang Di là người đã dẫn điểm trong phần lớn thời gian. Và thậm chí đã có lúc Gao Phang Di dẫn Thùy Linh với cách biệt lên tới 3 điểm. Cầu ngoài. Và hất cầu đi ra ngoài của Gao Phang Di. Như vậy là trọng tài xác định cầu trong sân, điểm 2-0 cho tay vợt Trung Quốc. Cầu đi ra ngoài mất rồi. Cầu đã đi quá vạch biên dọc. Thêm một điểm nữa cho Gao Phang Di, 3-0. Một tình huống đập cầu chéo ra biên. Nhưng cầu đã đi ra ngoài của Thùy Linh. Pha bỏ nhỏ hiểm hóc của Thùy Linh. Thêm một điểm nữa cho tay vợt chủ nhà Việt Nam. Hai tình huống đánh cầu về hai góc lưới của Thùy Linh. Treo cầu và sau đó là bỏ nhỏ. Tỷ số bây giờ là 1-4. Cầu ngoài, 2-4 cho Thùy Linh. Chuyên gia Hariawan và cựu tay vợt Hồ Nguyễn Vinh Quang là những người đang hỗ trợ cho Thùy Linh trong trận đấu tứ kết ngày hôm nay. Trận đấu có lẽ là khó khăn nhất của Thùy Linh từ đầu giải cho đến giờ.
Điểm cho Thùy Linh. 3-4. Một tình huống đánh hai nhịp của Gia Phang Di. Điểm cho tay vợt Trung Quốc. Pha đập cầu chéo sân của Gia Phang Di. Thùy Linh đã không thể xoay sở kịp. 6-3 cho Gia Phang Di. Điểm cho Thùy Linh 4-6. Chúng ta sẽ cùng xem lại một pha đập cầu và sau đó là vô cầu. Điểm cho Gia Phang Di. Lại là một tình huống đập cầu đi ra ngoài nữa của Thùy Linh. Rất đáng tiếc. Một tình huống đập cầu chéo ra biên của Thùy Linh. Chuyên gia Hari Awan là người đã đồng hành với Thùy Linh kể từ đầu năm để chuẩn bị cho SEA Games 22, chuẩn bị cho SEA Games 31. Rất tốt. Điểm cho Thùy Linh. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Một pha đập cầu với điểm rơi sát với vạch biên dọc và khiến cho Gia Phang Di đã phải rất khó khăn. Không thể là một tình huống trả cầu thành công của tay vợt người Trung Quốc. Và thêm một điểm số nữa cho Thùy Linh, 5-9. Chuyên gia Hari Awan là chuyên gia tới từ Indonesia và
trước chuyên gia Harry Awan. Cầu lông Việt Nam cũng đã từng có một chuyên gia người Indonesia khá thành công, đó là ông Asep Suhano. Điểm cho Thùy Linh 6-9. Điểm 16 cho Gao Phang Di. Sáu, Gao Phang Di dẫn 5 điểm khi bước vào quãng nghỉ 60 giây giữa game. Sẽ còn rất nhiều việc để làm với Thùy Linh nếu như tay vợt Việt Nam muốn giải quyết sớm trận đấu ngay trong game đấu thứ hai này. Chuyên gia Harry Awan và huấn luyện viên Vinh Quang đang đưa ra những lời khuyên dành cho Thùy Linh. Cầu ngoài, điểm cho Thùy Linh 7-11. Okay.
Tình huống hất cầu đi ra ngoài của Thùy Linh. Điểm 14-8 cho Gao Fang Ji. Cầu ngoài. Nhiều khả năng là trận đấu này sẽ phải bước vào game đấu thứ 3 để phân định thắng thua, khi mà lúc này cách biệt giữa Thùy Linh và Gao Fang Ji đã lên tới 8 điểm. Cầu ngoài, điểm cho Gao Fang Ji 19-9. Thùy Linh đã chơi rất hay ở game đầu tiên, nhưng ở game đấu thứ hai thì cô lại sa sút. Lúc này thì cách biệt gần như đã không thể san lấp. Và Thùy Linh nên chuẩn bị cho game đấu thứ 3. 20-10. Game point cho Gao Fang Ji. Game. 21-10. Và như vậy là Gao Fang Ji là tay vợt giành phần thắng ở game đấu thứ hai. Trận tứ kết đơn nữ mà chúng ta đang theo dõi giữa Thùy Linh và Gao Fang Ji sẽ phải phân định thắng thua bằng game 3. Và game đấu vừa rồi cũng là game đầu tiên mà Thùy Linh đã để thua tại Việt Nam International Series năm nay.
if it's over. One, two. Cầu ngoài 4-1 cho Thùy Linh. Và kẹo lưới của Gao Phang Xi. Pha đập cầu nhưng đã không qua lưới của tay vợt người Trung Quốc. Điểm 5-2 cho Thùy Linh. Cầu trong sân. Một pha đập cầu về góc cuối sân của Thùy Linh. Điểm cho tay vợt Việt Nam 7-5. Thank you.
8-6 cho Thùy Linh. Cầu ngoài, 11-7 cho Thùy Linh. Bây giờ Thùy Linh dẫn 4 điểm thì bước vào quãng nghỉ 60 giây của game 3. Điểm cho Gao Phang Di 8-11. Cầu ngoài, 12-9
Thùy Linh đang nhận được sự cổ vũ của đông đảo các khán giả nhà. Mười ba chín cho Thùy Linh. Tình huống bỏ nhỏ của Gao Fangji, cầu đã không qua lưới. Cầu không qua lưới. Rất đáng tiếc cho Thùy Linh. 10-14. Cầu ngoài. 15-10 cho Thùy Linh. Cầu không qua lưới. 17-11. Thùy Linh vẫn đang dẫn 6 điểm. Đổi sao cầu cho Gao Fangji.
Điểm cho Gao Fangji 13-17. Thùy Linh đang tiến gần đến chiến thắng chung cuộc. Tấm vé vào chơi ở vòng đấu bán kết. Vũ Thị Tràng cũng đã giành quyền góp mặt ở vòng đấu bán kết. Và Vũ Thị Tràng cùng với Thùy Linh, hai tay vợt nữ hàng đầu của cầu lông Việt Nam hiện nay nằm ở hai nhánh đấu khác nhau. Cũng giống như Tiến Minh và Hải Đăng, tất nhiên là người hâm mộ cầu lông nước nhà đang rất chờ đợi những trận đấu chung kết nội bộ của cầu lông Việt Nam. Pha xử lý rất hay của Gao Fangji, không dễ dàng để đánh bại tay vợt người Trung Quốc. Một cú rơ ve chuẩn xác của Gao Fangji. Mười lăm mười tám. Cầu ngoài 19-15, điểm cho Thùy Linh. Match point cho Thùy Linh. Tấm vé vào chơi vòng đấu bán kết chỉ còn cách tay vợt Hà Giống số 1 đúng một điểm nữa mà thôi. Thùy Linh đã giành chiến thắng chung cuộc 21-19, 10-21 và 21-16.
trước Gao Phang Di. Chiến thắng chung cuộc đã đến với Thùy Linh sau một pha đập cầu dọc biên của tay vợt quê Phú Thọ. Thùy Linh đã giành quyền vào chơi ở vòng đấu bán kết. Và đối thủ của Thùy Linh sẽ là Linh Lang.